Xe buýt 2 tầng Mui Trần phục vụ du lịch tại Hà Nội đã chính thức lăn bánh vào 9 giờ sáng nay. Mỗi ngày thì tuyến buýt sẽ đi qua 25 con phố có những điểm tham quan nổi tiếng của thủ đô. Và tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 9 giờ đến 18 giờ 10 phút hàng ngày với tần suất là 30 phút một chuyến. Điểm xuất phát tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa thuộc Hồ Hoàn Kiếm. Theo lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, xe buýt 2 tầng đưa vào khai thác là loại xe cao cấp mở mui có sức chứa gần 80 người. Xe sử dụng công nghệ dẫn đường định vị toàn cầu, lập trình tự động khi vận hành nhằm đảm bảo 30 phút tại bất kỳ điểm đỗ nào trong hành trình đều có một xe đến và đi. Xe được trang bị hệ thống thuyết minh về các điểm tham quan bằng nhiều ngôn ngữ và mỗi chiếc xe buýt này thì có giá từ 7 đến 9 tỷ đồng, săn phẳng thấp thuận lợi cho người già và trẻ em hay là xe lăn của người khuyết tật lên xuống. Ngoài ra thì trên xe còn được trang bị wifi miễn phí, cổng sạc USB và tủ lạnh.